chuyến giao lưu văn hóa lần này thì mình cũng được đến với tỉnh Fukushima. Thì đây là được mệnh danh là thành phố ma của Nhật Bản bởi vì nó đã xảy ra thảm họa hạt nhân vào năm 2011. Về phương tiện di chuyển thì ở Nhật mình thấy phương tiện khá là phức tạp, nên là mình muốn đưa ra ba phương tiện mình đã đi qua. Đó là đầu tiên là tàu điện ngầm. Về tàu điện ngầm thì nó chỉ hoạt động ở trong thành phố Tokyo mà thôi. Mình thấy tàu điện ngầm có giá khá là ổn, khá rẻ. Mỗi trạm mình đi thì chỉ mất khoảng từ 150 cho tới khoảng 400 yên, thì nó khoảng ra vào mấy chục nghìn á. Đi tàu điện ngầm thì các bạn cũng hay thấy được những chàng trai, những cô gái công sở đi làm về, hay là những em bé đi học mà đồng phục rất là dễ thương. Thứ hai là đi xe buýt. Thì cái ấn tượng duy nhất của mình về xe buýt đó là tài xế xe buýt rất là lịch sự, lúc nào họ cũng sẽ mặc đồng phục, rồi mang nón và mang găng tay rất là lịch sự. Tiếp đến là tàu Shinkansen. Thì tàu Shinkansen có thể nói là một cái niềm tự hào của giao thông Nhật Bản, bởi vì cái vận tốc của nó có thể lên tới là 320 km một giờ và chạy rất là êm. Thì các bạn có thể tưởng tượng như là mình đang đi máy bay nhưng mà là dưới đất vậy. Tuy nhiên thì giá tàu của Shinkansen khá là mắc, nó sẽ rơi vào khoảng 10 mấy ngàn yên, thì cho khoảng 2-3-4 triệu một chuyến đi. Nhà mình ở thì nó chỉ có một lầu không thôi, và trong ngôi nhà thì cũng không có tường hay gì cả. Và bởi vì ở Nhật thì khu vực đó nó cũng có xảy ra động đất, nên người ta xây nhà không có kiên cố mà chỉ ngăn cách những cái phòng, những cái gian bằng những cái cửa dán giấy lên. Và thậm chí bạn mình cũng đã làm rách một cái phần cửa trong lúc di chuyển. Ở nhà với bố mẹ nuôi thì mẹ nuôi để cho mình, đã đãi tụi mình ăn những cái món ăn rất là truyền thống, giống như là đậu lên men, xong rồi rong biển ngâm muối và canh rong biển nấu với rau câu. Thì theo mình thấy những cái món ăn này thì nó không hợp với khẩu vị người Việt lắm, nên là mình không quen lắm. Bố mẹ cũng sắp xếp cho mình được ngủ trong một căn phòng lớn, nó giống như là một căn phòng trong truyện Doraemon vậy. Tụi mình nằm dưới đất, xong rồi trải thảm ra, và mỗi người được tầm 2-3 lớp chăn, rất là chăn bông dày bởi vì nó rất là lạnh. Và sau đó thì mỗi sáng mở cửa ra thì mình thấy một cái khung cảnh rất là thần tiên, bởi vì nó là một cái cánh đồng phủ đầy tuyết trắng luôn. Và bố nuôi của mình mỗi sáng lại ra và giúp tụi mình đào hang tuyết, rồi bố chỉ cho tụi mình chơi trượt tuyết, và thậm chí là bố cũng có nặng một con người tuyết cao khoảng 2 mét luôn. Và ở trong ngôi nhà này mình đã có rất nhiều kỷ niệm vui cùng với bố mẹ nuôi và với các bạn đi chung của mình. Và nếu mà có cơ hội quay lại Nhật Bản lần nữa thì mình chắc chắn sẽ quay lại thăm bố mẹ nuôi của mình.